Chào các bạn, và mình là Optimus Rai đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với Bumblebee và thanh niên này tự dưng tên gì mình quên tên ngang là ta. À, ho nha các bạn, chuyên gia vũ khí. Đây các bạn nhìn nè, thanh niên này xung quanh người toàn là súng đạn thôi các bạn. Khá là biết bà rồ ha. Thì ở tập này mình sẽ cùng với Bumblebee và Hon đi tìm một nguồn năng lượng mới để hồi sinh hàng đệ của mình nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè, hai thằng đệ của mình xe ngầu không các bạn. Một thằng á là một chiếc Ferrari, còn một thằng á là Lamborghini nha các bạn. Ui, Lamborghini màu xanh lá luôn các bạn ơi. Trông khá là giống với lại là thanh niên Hon này ha. Phải chi mà Bumblebee màu đỏ. Vậy thì phải nói tông xẹt tông luôn các bạn, rất là hợp luôn. Nào mọi người, lên xe thôi mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một nguồn năng lượng mới nha. Mình đoán là sẽ có một số bạn nói là tại sao anh không biến thành xe. Hiện tại bây giờ Optimus của chúng ta vả quá vả rồi các bạn. Biến thành xe không được nha, cho nên là chạy xe container đi tìm luôn các bạn. Nào, Hon, lên xe thôi. Đừng có nói là lên xe không được nha. Rồi luôn các bạn ơi, chiếc container này chỉ được hai người thôi à, buồn thực sự luôn á. Rồi rồi rồi, Hon ơi, ở đó đi, ở đó đi. Chút xíu nữa mình với Bumblebee tìm xong nguồn năng lượng mới thì tụi mình sẽ cùng nhau quay trở lại với các bạn. Ui các bạn nhìn nè, chiếc container này á đẹp ghê với các bạn. Nhưng mà rất tiếc Optimus của chúng ta cũng hết năng lượng rồi các bạn ơi, cho nên là mình biến hình không được nha. Vả quá vả rồi các bạn, buồn thực sự luôn á. Ui xe tăng xe tăng xe tăng xe tăng. Chiếc xe tăng đó đẹp đó các bạn. Rồi, đi tìm nguồn năng lượng mới thôi các bạn ơi. Hello, xin chào mấy anh trai trong khu quân đội nha. Mấy anh trai ơi, nhớ giữ cho hai anh đệ của em được an toàn đó. Với lại là cái thùng container của mình nha các bạn. Trong thùng đó có khá là nhiều vũ khí luôn á. Rồi, 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 đi tìm nguồn năng lượng mới thôi. Wow, các bạn nhìn nè. Xe container chạy khủng khiếp thật sự luôn ha. Ui các bạn ơi, cũng 138, 139 km/h đó các bạn. Không đùa được đâu, không đùa được đâu. Rồi, đây cũng là một chiếc container này các bạn ơi. Nhưng mà đó đó là hàng rep một một với mình nha, hàng pha ke đó các bạn. Mình mới là hàng real nè, còn chiếc container đó chỉ là hàng pha ke thôi các bạn ơi, hàng rep một một nha. Này thì Optimus pha ke nè. Có chuyện gì vậy? Wow các bạn ơi, quân đội bắn nhau với lại là mấy anh trai luôn hả? Nào 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 nào, có chuyện gì vậy mấy anh trai? Tại sao mấy anh trai lại tấn công em? Nào Bumblebee xuống xe chơi khô máu luôn, tụi mình là robot mà các bạn. Này nha. Optimus đánh người bằng tay không với các bạn. Mà các bạn nhìn nè, cái tay của mình á sắt thép không à, đâm phá một vô anh trai này. Chắp môi ở lại răng đi nhé. Wow cái gì vậy? Các bạn nhìn kìa, đấm mình phá một thôi. Ui 1/3 cái máu rồi các bạn ơi. Mấy anh trai này nhá, mấy anh trai này nhá. Wow các bạn nhìn kìa. Thanh niên hơn, chạy đây nhanh dữ vậy ta. Này em tặng cho mấy anh trai mấy quả lựu đạn nè, nổ 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 này nhá mấy anh trai nhá. Bắn nhau tùm lum tùm la. Thôi thôi thôi, bây giờ mình với Bumblebee sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm nguồn năng lượng mới nha các bạn. Mình đã nói là mình không muốn đánh nhau mà tại sao anh trai này. Ơi các bạn nhìn kìa, anh trai này á cứ đuổi theo đánh hoài à, khó chịu quá các bạn. Đó đó đó, anh trai đánh em đi, tặng cho anh trai trao đạn nè. Ui các bạn, lựu đạn nè, lựu đạn nè. Hả, cái gì vậy? Các bạn nhìn kìa. Ôi, ăn hai trái đạn của các bạn mà vẫn không sao. Chi mà ghê như vậy? Thêm anh trai này nữa nè. Rồi các bạn nhìn nè, một trái đạn nha. Không sao luôn các bạn. Rồi, tặng thêm cho anh trai nè. Ui, một giây trước thảm họa. Chạy, 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 chạy. Đó, anh trai này nhá, anh trai này nhá. Tiếp theo sẽ là anh trai này. Ôi, mấy thanh niên này, mình không có kỹ năng, đánh lâu ghê luôn các bạn. Đánh hoài từ nãy đến bây giờ mà mấy anh trai này vẫn không sao nè. Ôi khủng khiếp dữ vậy. Thôi mà anh trai ơi, đừng có đánh em nữa mà. Hơn với Bumblebee thì có vũ khí hạng nặng nha các bạn. Còn riêng mình á, mình cũng có nhưng mà có đều mình không sử dụng thôi. Bắn đi mấy anh trai ơi, bắn đi mấy anh trai ơi. Mình biến hình không được các bạn, mình biến hình được là mình bỏ chạy mất tiêu rồi. Mình biến hình không được cho nên là mình sử dụng chiếc container này để mình di chuyển nha. Nào 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 Bumblebee, nào bu nào Bumblebee, lên xe với mình đi để cho Hon đó giải quyết nha các bạn. Hả cái gì vậy? Ủa các bạn ơi, có ăn cướp này các bạn. Rồi phía lại xe, phía lại xe, phía lại xe. Hả, Hon lên xe kịp rồi các bạn ơi. Vậy thôi Bumblebee ở đây với mấy anh trai này đi, mình đi đây, mình đi đây. Mất thời gian với mấy anh trai này ghê luôn các bạn ơi.
Rồi, bây giờ mình sẽ cùng với lại thanh niên Hon này tiếp tục đi tìm nguồn năng lượng mới để hồi sinh hai hình đệ của mình nha các bạn. Ui, cái gì vậy anh trai? Em đang chạy qua đường mà, anh trai không quan sát tới em hay là sao? Chạy đụng mình pháp một, té lăn lộn cục mẹ luôn các bạn. Và mình là Megatron, đi chung với mình có thêm đệ nữa các bạn. Đệ của mình có tên là Starim ha. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau vào đây lấy lại tư liệu mặt cho mọi người trong khuôn đỏ nha các bạn. Được đó, bắn camera. Nào anh trai, né sang bên đi anh trai ơi, em không làm hại anh trai đâu. Một cái camera nè, hai cái camera nè, được đó các bạn ơi. Ba cái camera nè, bốn cái camera nè. Và đây sẽ là cái camera cuối cùng nha các bạn. Rồi, năm cái camera nè. Hello, hello. Xin chào anh trai nha. Anh trai ơi, đi vào đó mở khóa giúp em đi anh trai. Nào Starim, đứng né sang bên đi. Mình thì hiện tại bây giờ cũng vậy luôn các bạn ơi. Megatron và Starim không thể nào biến thành robot được nha các bạn. Tụi mình hết năng lượng rồi, chán ghê luôn á. Chỉ biết đi bộ bằng căng hải thôi các bạn ơi. Rồi, anh trai ơi, cho em xin. Ui các bạn nhìn nè, Megatron cái bản mod này á, thiết kế đẹp ghê không các bạn. Ở phía sau lưng á, nó có hai cống khói nè các bạn. Rồi tay chân cũ kỹ rỉ sét, trông khá là ngầu ha. Rồi, em xin nha. Đây là các bạn ơi, tư liệu mặt của mọi người trong khuôn đội. Nào, khoan, học tủ có số là 168 hả ta? Rồi, khoan. Ổn đó các bạn ơi, tiếp tục khoan nữa nè. Tiếp tục khoan nữa. Nhiệm vụ này mình cực kỳ ghét luôn các bạn ơi. Mình ghét nhất là khoan như vậy nè. Nhưng mà được cái là sau khi mình lấy lại được tư liệu mặt cho mọi người trong khuôn đội thì tiền phải nói khá là nhiều nha các bạn. Rồi, khoan. Tiếp theo sẽ là cái chốt cuối cùng. Nào, cái chốt cuối cùng. Từ từ, bình tĩnh, tự tin và không kêu cứu nha các bạn. Đó, ổn rồi các bạn ơi. Cái tư liệu mặt này thì không có nhiều tiền đâu. Để mình xem thử nha. Đó các bạn, chỉ được có 1.147 đô thôi à, khá là ít luôn. Nhưng mà bù lại cái á, sau khi mình giao lại toàn bộ số tư liệu mặt này cho mọi người trong khuôn đội thì tiền phải nói khá là nhiều nha các bạn. Có thể lên đến là 800 đến 900 triệu đô cũng không chừng nữa các bạn ơi. Ui bà chị ơi, cho mượn xe đi bà chị. Bây giờ mình sẽ mượn một chiếc xe và sau đó mình sẽ rời khỏi đây nha các bạn. Ơ rồi còn Starim đâu? Thanh niên Starim này trốn là mục tiêu rồi ta. Ui, Starim chính là đàn em của mình nha các bạn. Mình là thủ lĩnh. Hả? Thanh niên kia trốn là mục tiêu rồi các bạn ơi. À, đây là các bạn. Wow, các bạn nhìn kìa, có khẩu súng nòng laser luôn nha. Rồi Starim ơi, lên xe với mình. Chúng ta cùng nhau đi về khuôn đợi để nhận tiền thôi. Ui các bạn, chiếc xe này vừa lên chưa có gì hết à. Mấy anh trai bắn thủng kính tùm lum tùm la rồi. Thôi, tạm biệt mấy anh trai nha. Em và anh đệ Starim của em rời khỏi đây, tạm biệt mấy anh trai. May mắn quá các bạn ơi. Sau một hồi tri nã từ phía mấy trại cảnh sát thì cuối cùng mình với lại anh đệ Starim của mình cũng đã trốn thoát khỏi được mấy anh trai cảnh sát rồi nha. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi vào khuôn đội để giao lại toàn bộ số tư liệu mặt này cho mấy anh trai ở trong khuôn đội nha các bạn. Rồi, hello, xin chào mấy anh trai, tụi em về rồi đây. Ui các bạn, mình quên tắt còi ha, nó cứ hú hoài vậy, nghe khó chịu ghê luôn á. Đây rồi các bạn ơi, trung tâm đài chỉ huy. Bây giờ tụi mình sẽ lên đó để tụi mình giao lại toàn bộ số tư liệu mặt này cho mấy anh trai ở trong khuôn đội ha. Hello, xin chào mọi người nha. Hả? Các bạn nhìn nè. Wow, đó chính là thùng hàng của Optimus. Còn đây chính là hai hình đệ của Optimus nha các bạn. Được đó. Bây giờ mình sẽ kêu hai hình đệ này đi theo mình nha các bạn. Với lại là mình sẽ cướp hết toàn bộ số hàng của Optimus nha. Ok, nhưng mà trước tiên mình sẽ giao lại toàn bộ số tư liệu mặt này cho mọi người trong khuôn đội nha các bạn. Rồi còn hai hình đệ kia với lại thùng hàng của Optimus thì chút xíu nữa mình sẽ tính sau nha. Đây rồi mấy anh trai ơi, tư liệu mặt của mấy anh trai đây. À, các bạn nhìn nè, ngày hôm nay mình lại gặp anh trai bán trái cây rồi các bạn ơi. Xin chào anh trai nha, và em là Optimus đây.
Chán ghê vậy các bạn, anh trai đó lúc nào cũng vậy ta, ngồi bán trái cây mà cái mặt nhìn ngáo ghê luôn á. Rồi lên xe thưa Bumblebee ơi, tụi mình đã tìm được nguồn năng lượng mới rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại khu quân đội để mình hồi sinh hai hành đại của mình nha. Nào nào nào, Hon, à mình quên các bạn, chiếc xe này chỉ được hai người thôi à. Đúng rồi Hon ơi, biến thành xe đi không mình đi. Buồn thật sự luôn các bạn. Nào 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 nào, tăng tốc lên, tăng tốc lên. Tụi mình không còn nhiều thời gian đâu nha các bạn. Bởi vì hai hành đại của mình hiện tại bây giờ đang rất là cần nguồn năng lượng mới ha. Rồi, tăng tốc lên nè, tăng tốc lên nè. Con container này nhìn nó cao to vậy các bạn, nhưng mà nó chạy cũng rất là khỏe nha. Chạy không có đồ đâu các bạn ơi. Rồi, đi vào khu quân đội, đi vào khu quân đội, đạp hết ga luôn nè. Ui các bạn, ui, thắng lại, thắng lại, thắng lại, thắng lại, thắng lại. Các bạn thấy mình riết có ghê không? Riết sao sớm chút xíu nữa chung xuống cầm cầu được các bạn, kỹ năng riết đỉnh cao là vậy đó các bạn ơi. Rồi mình đã đi vào khuôn đội rồi các bạn, đụng nguyên hàng rào luôn nè, chán ghê luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi bằng đường nào vậy ta? Có hai đường đi là các bạn, à đây là các bạn ơi, mình sẽ đi chung đường với lại xe tăng với chiếc xe tải này nha. Nào 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 mọi người, chúng mình xin đường với mọi người ơi. Ui các bạn, hai chiếc xe tăng luôn kìa các bạn ơi. Xe tăng đang hộ tống xe tải hả? À không các bạn, chiếc xe tăng kia nó chạy tùm lum tùm la. Ui anh trai, em sorry anh trai nha, em sorry anh trai nha. Mình chạy mình không quan sát, xem chút xíu nữa mình đụng anh trai đó luôn rồi các bạn. Rồi, hai hành đệ của mình, hai hành đệ của mình. Chuẩn bị mình sẽ hồi sinh hai hành đệ của mình nha các bạn. 3 2 1, hai hành đệ ơi, Optimus giờ đến rồi đây. Ơ các bạn nhìn kìa. Ở đằng kia. Hả? Megatron các bạn ơi. Rồi còn kia là cái gì vậy? Đó các bạn. Chỗ này các bạn ơi. Hả? Starscream đây các bạn ơi. Starscream đang chuẩn bị phá hủy cái thùng hàng của mình nha. Các bạn nhìn kìa, Megatron đã biến thành phiên bản khổng lồ rồi các bạn. Không lẽ là Megatron đã lấy nguồn năng lượng từ trong thùng hàng của mình? Đây rồi, đây là các bạn ơi. Thanh niên Hon cuối cùng cũng đã quay trở lại với mình rồi. Autobot tập hợp, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt binh đoàn Decepticon nha. Dẫn đầu binh đoàn Decepticon sẽ là Megatron nha các bạn. Hình như là ở đằng kia mình thấy có thêm một thanh niên nữa các bạn ơi. À, thanh niên này có tên là Shockwave nha. Đây là Starscream và dẫn đầu binh đoàn Decepticon đó chính là Megatron nha các bạn. Ui các bạn nhìn nè, phiên bản khổng lồ của Megatron nhìn ngầu ghê luôn á. Rồi mọi người, tấn công, tấn công. Này thì Megatron hả, này thì Megatron hả. Này thì Shockwave nè. Sao quá các bạn ơi, mình thấy không rõ. Rồi, Starscream nè, Starscream với mình nè, Starscream với mình nè. Mấy thanh niên này to quá các bạn ơi. Hình như là mình đấu không lại mấy thanh niên này rồi. Mấy thanh niên này to quá, các bạn nhìn kìa, bắn súng quá chừng bắn luôn. Này nhá, Megatron nè, ơi các bạn ơi. Mình phải dụ mấy thanh niên này ra xa, không khéo là đánh trúng mấy đại của mình nha. Ui xe tăng đến đây luôn các bạn. Ui hơi bị căng rồi, hơi bị căng rồi. Mình sợ mình đánh nhau gần ở đó thì sẽ ảnh hưởng đến mấy đại của mình nha các bạn. Nào nào rồi luôn các bạn ơi, hư thùng hàng của mình rồi luôn. Thằng đại của mình đã bị tiêu diệt rồi các bạn, cháy đen thui rồi. Chỉ còn lại để chiếc Fury cuối cùng thôi các bạn. Nào 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 nào. Này thì Megatron nè, này thì Megatron nè. Rồi luôn các bạn ơi, chiếc xe. Megatron nè. Nào, mấy thanh niên kia lại đây đánh nhau với mình nè. Đừng có ở đó mà, đừng có ở đó mà. Một thằng đệ của mình vừa bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Chán thật sự luôn á. À, sẵn tiện ở đây mình có nguồn năng lượng mới rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nâng cấp bộ giáp của mình, với lại là mình sẽ cho Bumblebee biến thành khổng lồ nha. Rồi sau đó tụi mình sẽ cùng nhau tiêu diệt binh đoàn Decepticon hả các bạn. Hả? Các bạn nhìn nè, có chuyện gì đó sai sai ở đây các bạn ơi. Tại sao chỉ có Optimus với lại Bumblebee là được nâng cấp cơ thể, còn riêng mình thì không? Buồn mấy thanh niên này ghê luôn á. Rồi còn ở bên kia có Megatron các bạn ơi. Nào mọi người, đánh nhau đi chứ. Hẹn nhau ra đây để đánh nhau mà. Không lẽ hẹn nhau ra đây để đi ngắm biển hay sao? Các bạn nhìn nè, ở đây thì có Starscream, Megatron với lại là Shockwave ha. À, đây là các bạn ơi, đối thủ của mình đây, Shockwave. Đó, cái này gọi là đồng căng nè các bạn. Mình với lại là Shockwave có chút xíu ha. Còn mấy thanh niên này phải nói cực kỳ cao to đen hoi luôn. Wow, các bạn nhìn kìa, riêng Megatron khá là cao hả các bạn, to ghê luôn á.
Đúng rồi mọi người ơi, đánh nhau đi mọi người. Đừng cứ nói là hẹn nha, ra đây để tắm biển nha. Đây các bạn nhìn nè, wow, Megatron được nâng cấp cơ thể các bạn ơi, khá là to luôn các bạn. Ui, siêu khổng lồ luôn ha. Chỉ có Starscream là kích thước bằng với lại Optimus và Bumblebee thôi các bạn ơi. Còn Megatron to ghê luôn. Ui, thanh niên đó to quá các bạn ơi. Nào mọi người, đánh nhau đi mọi người ơi. Ơ, rồi còn vũ khí của mình đâu? Lúc đầu vào giới thiệu mình là chuyên gia vũ khí mà các bạn, giờ một món vũ khí cũng không có nữa. Buồn thật sự luôn á. Đặt bom nè. Này thì Megatron hả? Này thì Starscream hả? Nhưng mà có vẻ là tụi mình đánh nhau không lại với mấy thanh niên này các bạn ơi. Mấy thanh niên này ghê quá. Đó, ném bom nè. Ném bom nè. Ném bom nè. Này thì Shockwave với mình hả? Này thì Shockwave với mình hả? Ui các bạn ơi, đừng có nói là Bumblebee bị tiêu diệt nha. Nào nào nào, Optimus, Bumblebee, cố lên đi mọi người. Ơi, mình nhỏ con vậy, mình bỏ chạy là đúng rồi các bạn ơi. Còn đằng này Optimus với lại Bumblebee cũng cao to mà, tại sao lại bỏ chạy? Hình như là mấy thanh niên đó ở trong nội bộ lục đục rồi các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa, đánh nhau tùm lum tùm la luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi Optimus Rhino nha các bạn. Đó chính là phiên bản khỉ đọp của Optimus nha. Đây rồi các bạn. Optimus Rhino, phiên bản khí độc của Optimus. Wow, các bạn nhìn nè, to hơn cả tụi mình luôn các bạn ơi. Tụi mình giống y chang là người tí hon luôn. Được rồi, Optimus Rhino ơi, hãy đây giúp đỡ tụi mình với tiêu diệt binh đoàn Decepticon nè. Này thì Megatron với mình hả? Này thì Megatron với mình hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Optimus Rhino ơi, các bạn nhìn kìa. Wow, đám phá một. Ui, Megatron chiến này đi bắn muối rồi các bạn ơi. Đúng rồi, Optimus Rhino. Bây giờ tụi mình chỉ việc đứng đây xem các bạn ơi. Tụi mình không chọc thì đánh nhau luôn á. Đỏ các bạn nhìn kìa. Wow, có cả tia năng lượng luôn hả? Ui các bạn, bắn tia năng lượng từ mắt nha. Khá là khủng khiếp đó các bạn. Đúng rồi, Optimus Rhino ơi, hay quá, hay quá. Đánh nhau tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Megatron đâu đây? Wow các bạn, kỹ năng đó phải nói khá là mạnh đó các bạn ơi. Hả? Đừng có nói là Megatron ở lọt Optimus với lại Bumblebee cũng bị ảnh hưởng luôn nha. Ui các bạn ơi, đánh nhau quá chừng rồi. À, ở đây cùng Megatron với lại Starscream kìa. Nào, Optimus Rhino lại đây giúp đỡ tụi mình đi. Đánh nhau với lại Megatron nào. Mục tiêu của mình đó chính là mình phải hạ gục Megatron nha các bạn. Này nha, Megatron với mình nè. Này thì Megatron với mình nè. Optimus Rhino giúp đỡ mình tiêu diệt Megatron đi. Này thì Megatron hả? Ôi các bạn, mấy thanh niên này làm sao mà chống lại được. Đội của tụi mình hơi bị mạnh đó các bạn. Đúng rồi, Optimus Rhino ơi, đây các bạn, chỉnh các flycam để các bạn xem nha. Này thì Megatron với tụi mình hả? Đấm phá một để bắn muối luôn các bạn. À, sao tự nhiên Optimus Rhino bỏ chạy rồi? Nào Optimus Rhino, Megatron ở đây mà. Này thì Megatron hả? Các bạn nhìn kìa, thanh niên Megatron bơi quá chừng bơi luôn các bạn. Rồi, Optimus Rhino lại đây tấn công Megatron đi. Ơ cái gì vậy ta? Tại sao thanh niên nó không chịu vào bờ? Đây các bạn, thanh niên này làm gì bơi ngoài đây hoài vậy ta? Nào 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 nào, bơi vào bờ đi, bơi vào bờ đi. Đó, lại đây đánh nhau nè. Ui các bạn nhìn kìa, Starscream bắn ra tên lửa nha. Nào mọi người, tự dưng giờ không chịu đánh nhau. Định đứng ở đây chơi hay là sao? Định đứng ở đây chơi hay sao đó các bạn? Đó, này thì Megatron nè. Tán phát một thanh niên này. Ngủng của từ cho ta. Để mình xem thử nha các bạn. Rồi, vẫn chưa xong luôn các bạn ơi. Megatron ghê dữ vậy ta. Nào 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 nào. Ui, các bạn nhìn kìa. Tiếp theo sẽ là Starscream nha. Hay quá, hay quá. Này thì Starscream với mình nè. Này thì Starscream với mình nè. Ơ, Optimus với lại Bumblebee. Rồi luôn các bạn ơi, Optimus với Bumblebee bỏ ra mất tiêu rồi. Hiện tại đây chỉ còn lại mình với lại là Optimus Rhino thôi nha. Ôi chạy đâu vậy? À các bạn ơi, đang đánh nhau với lại Starscream. Này thì Starscream, này Starscream, này Starscream với tụi mình hả? Đây các bạn, thanh niên này làm sao mà đỡ được. Ơ, bị kẹt nè. Nào mọi người, đánh nhau đi mọi người ơi. Cái gì vậy? Đánh nhau đi mọi người. Ai các bạn, Optimus với Bumblebee đó kìa. Nào mọi người, đánh nhau đi mọi người ơi. Optimus Rhino, các bạn đấm phá một thanh niên kia, biến là mất tiêu luôn các bạn ơi. Ui cái gì vậy? Sao mà lắc dữ vậy ta? Thôi, mình rời khỏi chỗ đó nha các bạn. Lắc quá, mình sợ lắc như vậy nè, nó sẽ kích mình ra ngoài nha.
Rồi, này thì Megatron à, này thì Megatron à, này thì Megatron nè. Đúng rồi, hay quá Optimus Rhino ơi. Megatron với tụi mình hả? Này thì Megatron với tụi mình hả? Hình như thanh niên nào vừa đó là cây súng các bạn ơi. À, cây súng này được đó các bạn. Mình là chuyên gia vũ khí mà. Ui, Megatron. Nào, ngồi dậy đi. Mình biết là Megatron, chưa ra đâu các bạn. Đó các bạn. Mình ở đâu có sai đâu, Megatron kìa. Mình biết thanh niên đó mà. Thanh niên đó làm gì mà dễ dàng tiêu diệt được. Ui các bạn, bây giờ bay luôn mới ghê chứ. Wow, hay đó. Ui các bạn nhìn kìa. Hả? Megatron bắn ra tên lửa tiêu diệt được các bạn ơi. Nào, Optimus đi đâu. Tiêu diệt Megatron đi. Này thì Megatron với tụi mình nè. Wow các bạn, hình như là Optimus Rhino được nâng cấp sức mạnh rồi hay sao á các bạn nhìn kìa, kỹ năng quá chừng luôn, còn cái máy của mình thì lắc quá các bạn. Đánh nhau sao mà lắc máy của mình luôn. Đúng rồi Optimus Rhino ơi, tiêu diệt Megatron đi, tiêu diệt Megatron đi. Ui các bạn ơi, Megatron kìa, wow, phóng ra nguồn năng lượng màu vàng nha các bạn. Rồi, khẩu súng của mình đây, bắn. Tiêu diệt Megatron đi mọi người ơi. Đừng có nói là 4-1 mà thua nha. Vậy mà thua là hơi bị mất cỡ các bạn. Wow các bạn nhìn kìa. Optimus Rhino đấm phá một Megatron. Té lên té xuống liên tục các bạn. Đúng rồi Optimus Rhino ơi, bắn lấy tiên năng lượng đi. Mấy thanh niên này có tiên năng lượng nhìn rất là rò mắt các bạn. Đây các bạn nhìn nè. Đó, đánh nhau tùm lum tùm la luôn. Đúng rồi, đánh đi. Wow, một đấm một. Ui các bạn nhìn kìa. Bắn ra tiên năng lượng nè, rồi tên lửa nè. Hay quá Optimus Rhino ơi. Optimus Rhino có cú đấm ngàn cân nha các bạn. Đấm phát một. Megatron cũng hết răng luôn. Đó, đấm nè. Hay quá. Đấm đi Optimus Rhino ơi. Hay quá. Các bạn nhìn kìa. Vừa đấm mà vừa bắn ra tiên năng lượng nha. Optimus Rhino đừng có bỏ chạy mà. Ủa các bạn ơi, hình như là Optimus Rhino cũng như sao các bạn. Mình thấy cơ thể của Optimus Rhino bị cháy rồi các bạn ơi. Rồi Megatron đâu? Megatron đâu rồi? Ui các bạn ơi, đừng có nói là Megatron bỏ chạy rồi nha. Để mình sử dụng cái flycam xem thử nha các bạn. Rồi luôn. À, đây các bạn, để mình xem thử đã. Đúng rồi các bạn ơi, Megatron đã bị tiêu diệt rồi. Tạm biệt Megatron nha. Này nha. Quân đoàn Decepticon cuối cùng cũng đã bị quân đoàn Autobot tiêu diệt rồi các bạn ơi. Coi như là nhiệm vụ của mình cũng đã hoàn thành rồi ha. Được rồi, bây giờ mình sẽ cùng với những người đồng đội của mình rời khỏi đây nha. Ok, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.